Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có biển cấm quay đầu xe, nhưng nhiều xe ô tô trên quốc lộ 5 đoạn qua thị xã Mỹ Hào vẫn cố tình vi phạm, bất chấp nguy hiểm từ những dòng xe đang lưu thông trên tuyến với tốc độ cao. Qua ghi nhận tại 3 điểm mở trên quốc lộ 5, có biển cấm ô tô quay đầu xe, nhưng thực tế có nhiều phương tiện vi phạm. Các xe ô tô dừng xe để chờ qua đường tại điểm báo cấm đã gây ảnh hưởng lớn đến các phương tiện đang đi cùng chiều vì phải dừng đột ngột. Người dân khu vực này cho biết đã xảy ra một số vụ va quẹt giữa các phương tiện bởi xe ô tô quay đầu, thậm chí tại những điểm mở rất hẹp chỉ dành riêng cho xe ô tô nhưng vẫn có xe ô tô bất chấp nguy hiểm để quay đầu. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người điều khiển phương tiện ngại đi đường vòng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra và đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trên tuyến được an toàn. Hành vi vi phạm an toàn giao thông của người tham gia giao thông đường bộ khi đi qua đường ngang giao cắt với đường sắt diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt nếu không có biện pháp ngăn chặn. Tại các chắn từ đường tỉnh 385 cắt qua đường sắt Hà Nội - Hải Phòng vào đường DH12 xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, mặc dù đã có chuông và đèn báo hiệu tàu đến, nhưng một số phương tiện tham gia giao thông vẫn chưa dừng lại. Qua ghi nhận trong tuần qua, tại đây khi hệ thống báo hiệu đã cảnh báo tàu đến và các chắn tự động đã hạ, nhưng vẫn có xe ô tô len qua làm cho các chắn không đóng lại được. Rất may, khi tàu đến thì xe ô tô mới thoát ra ngoài để tụt về phía sau, nếu không tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra. Tại nút giao này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do các phương tiện giao thông đường bộ cố tình băng qua bị tàu đâm vào. Để tránh tai nạn giao thông xảy ra, đề nghị người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông tại những khu vực đường ngang. Trong thời gian qua, việc xây dựng các gờ giảm tốc tại các khu vực có đường giao nhau để đảm bảo an toàn giao thông bước đầu đã phát huy hiệu quả, hạn chế được tai nạn giao thông xảy ra. Tuy nhiên, tại một số nơi, việc xây dựng lắp đặt gờ giảm tốc có những bất cập gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông. Đơn cử tại ngã tư nút giao giữa đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Quang Khải, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Mặc dù gờ giảm tốc đã được lắp đặt nhưng do lắp đặt quá dày, nên có tới 80% phương tiện, xe máy và xe thô sơ đi qua đây, không đi qua mà lách vào phía trong sát mép vỉa hè để đi. Nhiều phụ nữ tay lái yếu điều khiển xe mô tô đi qua đây rất chòng chành bởi gờ giảm tốc quá cao. Mặt khác, việc lắp đặt gờ giảm tốc tại đây lãng phí bởi không nhất thiết phải trải dài khắp mặt đường, trong khi đường đã có vạch chỉ dẫn phân rõ hai làn đường. Tại các nút giao giữa quốc lộ 39 với đường Vũ Trọng Phụng và đường vào xã Trinh Nghĩa thì gờ giảm tốc lại được lắp đặt quá gần khu vực giao nhau giữa các tuyến đường nên không phát huy được hiệu quả mà còn làm cho người điều khiển phương tiện bị bất ngờ. Trên tuyến đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Rẽ - Ninh Bình, gờ giảm tốc được lắp đặt cũng chưa phù hợp. Trên tuyến đường này, hệ thống chiếu sáng chưa được lắp đặt nên việc xây dựng các gờ giảm tốc bằng vật liệu tối màu đã gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Mặt khác, nhiều nơi gờ giảm tốc được xây dựng quá cao dẫn đến các phương tiện khó khăn trong đi lại. Không chỉ tại những khu vực trên, qua ghi nhận tại nhiều nơi, gờ giảm tốc được lắp đặt một cách chủ quan, mỗi nơi một kiểu và bố trí ở nhiều vị trí không hợp lý, nơi thì quá mỏng, không có khả năng hạn chế tốc độ, nơi lại quá dày, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Thậm chí còn là nguyên nhân nảy sinh tai nạn, đặc biệt là vào ban đêm. Tại một số nơi do gờ giảm tốc làm bằng bê tông nhựa màu đen, không được sơn phản quang, không có điện chiếu sáng nên rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn. Ở việc gờ giảm tốc là sử dụng có rất nhiều loại hình khác nhau, gồm gờ bằng cao su là thông dụng, rồi là gờ bằng các cái hệ thống ngáng nhựa, rồi là bê tông xi măng ở các địa phương và sử dụng các cái hoạt động chung là sử dụng cái nguồn xã hội hóa. Chính vì vậy mà cái mẫu chung mà các địa phương chắc là chưa nhận được từ phía ngành giao thông. Vì vậy mà tới đây thì chúng tôi cũng sẽ có cái văn bản để đôn đốc các địa phương khi sử dụng thì chúng ta sử dụng chung một cái mẫu làm sao phù hợp nhất để mà nó phù hợp với từng vị trí đường ngang, từng vị trí khu vực thì mới đảm bảo được cái yêu cầu khai thác và đảm bảo an toàn cho nhân dân. Việc dựng gờ giảm tốc tại các nút giao thông giao nhau là cách làm hay để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Bên cạnh việc phát huy tác dụng rõ rệt trong việc ngăn ngừa tai nạn, thì việc lắp đặt gờ giảm tốc vẫn còn không ít bất cập. Trước thực tế trên, đề nghị ngành giao thông cần nghiên cứu
để lắp đặt cờ giảm tốc cho phù hợp với các tuyến đường, tránh tình trạng lắp đặt tùy tiện, tràn lan, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.